Đây cập nhật tình hình bão Côn Sơn lúc 5 giờ chiều đây. Mưa càng ngày càng to các bạn ạ. Mưa kinh hoàng luôn này. Mưa. Không biết là khi nào ngớt không. Nãy đi qua cầu sông Khàn, trời ơi. Vừa chạy xe vừa sợ. Gió cứ hầm 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 hầm. Ở đây thì đỡ hơn. Cái núi Sơn Trà, bán đảo Sơn Trà không nhìn thấy núi luôn, mưa hết mưa. Đứng lúc nãy đứng bên này cầu sông Hàn nhìn sang bên cầu sông Hàn không hề thấy một cái gì luôn, mưa nó dễ sợ lắm. Kinh thế. Sơ sát. Vừa bị dịch vừa bị bão, sơ sát các bạn.